Đây là mớ rau muống mình mua 5.000 ở chợ cho vào tủ lạnh đã được vài hôm. Thì bây giờ bỏ ra thì mình thứ nhất là mình muốn dùng cái phần rau non này để nấu. Cái thứ hai nữa là mình muốn tận dụng cái gốc này để trồng rau. Rau muống này thì trồng nó rất là dễ lên mà nó lên nó đẻ rất là nhiều. Thì mình chỉ mất công cắm một lần thôi nhưng mà có thể là ăn cả năm. Thì từ một cái mớ rau này đấy, thì từ một cái gốc rau này, cái gốc đằng nào cũng vứt đi nhưng mình sẽ tận dụng cái gốc để trồng, thì để sau này mình không phải đi chợ nhiều nữa, mình không phải, hay là lúc nhỡ nhàng ấy thì mình có thể hái rau tại vườn để ăn luôn. Thế thì cái vấn đề của mình là bây giờ là mình chưa có đất, thì mình chưa mua đất tại chưa có thời gian, nó cũng bận ấy. Thế thì mình sẽ xử lý bằng một cái cách khác, nhưng mà trước tiên là như này nhé. Trước tiên là mình sẽ lấy cái gốc rau này, tận dụng cái gốc rau này để trồng thành một khóm rau muống, sau này cho nó đẻ ra. Thế là cứ thế là khi nhỡ thì ăn thôi, mà nó đẻ ra nhiều thì là có thể là dùng ăn quanh năm, không cần phải đi chợ mua rau muống nữa. Rau muống này có thể là trồng cạn trồng nước, nói chung là kiểu nó cũng rất là dễ trồng, mà nó cũng gọi là trồng rau muống này nó cũng đơn giản đấy, chế độ chăm sóc nó cũng đơn giản. Thì chỉ cần lưu ý là như thế này, nếu như trường hợp mà các bạn là mục tiêu chính mà ngay từ đầu là đã ở khu vực của các bạn mà có người trồng rau muống ấy, thì các bạn có thể là bảo với họ là hái cho một ít rau để trồng. Thì lúc đấy là họ sẽ hái cái, mọi người sẽ hái cho bạn cái loại rau nó già hơn thế này một chút, cái gốc rau nó có nhiều rễ hơn, thì các bạn trồng nó sẽ rất là nhanh lên. Còn đây là rau mình mua ở chợ thì người ta vẫn chủ yếu là cắt làm sao để cho rau non để đi bán cho nó dễ. Thì mình cũng chọn cái mớ rau mà cái cuống của nó ấy, tức là nó không thực sự là nhưng mà gọi là cái cuống của nó có một cái độ gọi là cứng cứng nhất định, chứ nó không quá non. Nó quá non thì mình trồng nó rất là lâu lên và nó có thể là chết nhiều, nhưng mà nó có một cái độ cứng nhất định này. Thì khi mà mình cắm xuống, mình chọn cái mớ rau muống ấy, nó có độ cứng nhất định, thậm chí là có một số cái cây nó cũng có rễ này. Thì như thế này thì khi mà mình cắm cái rễ này xuống đất ấy, thì nó rất là nhanh, cắm cái gốc này xuống đất thì nó rất là nhanh mọc rễ. Tức là nhá, khi bây giờ mình vùi cái gốc này xuống đất thì lập tức là có độ ẩm các thứ là từ những cái cuống cuống này nó sẽ mọc ra rễ, và nó sẽ phát triển thành những cái cây rau muống mới, xong rồi nó đẻ thêm ra. Thì lên chọn những mớ mà nếu như trường hợp mà mục tiêu là một phần để ăn, còn đâu phần gốc bỏ ra để trồng rau, để gây một cái khóm rau muống trong vườn nhà, thì các bạn nên nên là chọn cái gốc mà nó có gọi là độ là già, độ bánh tẻ, tức là kiểu là nó đừng nên chọn non quá nhé, gốc mà non quá đến mức mình cắm nó lâu lên, còn cái gốc cái kiểu là bánh tẻ một chút thì cái khả năng sống nó cao hơn và nó phát triển nhanh hơn, thì mình chọn mớ này. Thế giờ cái cách xử lý là như thế này nhé, các bạn là cần cắt ra một cái phần này để cắm xuống, thì các bạn có thể là cắt đến đây để các bạn sẽ vùi đất vào một nửa cho một một tí nó ngoi một tí đầu lên. Thì mình như ở đây như cái mớ rau này thì mình thấy là mình sẽ cắt đến đây thì là cái phần ngoài phần non này thì mình để ăn, còn cái phần gốc này thì mình sẽ mang ra trồng tạo thành một luống rau muống mới, sau này đỡ phải đi chợ mua rau muống, đỡ phải, hay là lúc lúc gọi là mình nhỡ nhàng mình có thể hái rau mà không cần phải phải đi chợ đấy, nhiều khi bận không đi chợ được đấy nhé. Bây giờ mình phải bỏ điện thoại ra mình mới cắt được. Rồi ok, cắt ra xong như này nhé. Thì cái phần này này các bạn sẽ nhặt ra để lấy rau ăn, còn đôi phần này đằng nào cũng vứt đi vào thùng rác ấy, thì các bạn sẽ tận dụng để các bạn là có thể là mang ra để trồng trồng ở ngoài luống rau. Thế trồng để tạo thành một cái luống rau mới, thì như thế này là nó lên là thường là nhé, thường ví dụ như kiểu là trước mà mình trồng một cái khóm rau bự, mình là chỉ cũng còn chỉ có 2 lần đi mua rau muống, thế này là về là cả năm không cần phải trồng, cả năm không cần phải mua rau muống nữa rồi. Thì chỗ này mình chuyển chỗ mới thì nó chưa có đất, thì bây giờ bắt đầu mới mới trồng được, thì tận dụng nhé. Bạn lưu ý nhé là các bạn lên mua rau tươi, thế xong rồi là cắt ra trồng luôn, thì như thế là cái tỷ lệ sống sót của nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ phát triển, nó sẽ nhanh hơn. Còn cái việc mà cho vào tủ lạnh như thế này là bởi vì là mình không có thời gian, và cái việc mà để nó héo héo như này đấy nó sẽ không tốt bằng việc là mình trồng luôn, tại vì là cây rau nó không còn khỏe nữa. Để nó khỏe thì cây rau nó, khi mà cây rau nó còn tươi các bạn cắt ra các bạn trồng luôn ấy, thì nó sẽ, thứ nhất là sức sống của nó khỏe, nó bắt nhịp tốt, nó phát triển tốt, nó nhanh lên cây, nó đẻ tốt hơn, và gọi là nó không bị yếu, cho nên nó có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn thì tốt hơn. Thì tốt nhất là khi nó còn tươi cắt ra trồng luôn, chứ không nên để trong tủ lạnh như mình.
để trong tủ lạnh như mình, đấy là tại vì là tình thế bất đắc dĩ mình không có thời gian làm ngay. Đây, vấn đề tiếp theo của việc này là thứ nhất là dưới là toàn cát với cả sỏi, toàn cát với cả sỏi cho việc xây dựng nó ra. Cái bờ ghề này nó rất là thấp, nó rất là mỏng, nhưng mà không sao, rau muống nó cũng không cần quá nhiều đất đấy. Nó giống như cây mùng tơi này. Cây mùng tơi này nó cũng chỉ mọc trên lớp đất rất là mỏng, mặc dù bên dưới là toàn cát, nó có lớp này nó rất là mỏng thôi, mà thậm chí là chưa ấy đất thì nó vẫn mọc được. Thì rau muống nó cũng dễ mọc như thế này, thì nó không cần lớp đất quá dày. Dày thì nó sẽ tốt hơn, còn không thì cũng không sao, nó vẫn mọc được, mình vẫn tận dụng được. Thì đây là bài toán tiếp theo là mình chưa có đất, không có đất, không đổ ấy được. Ở đây toàn cát thế này, cái phía dưới này toàn cát với cả gạch sỏi thế này. Thì ở đây có một tí là theo kiểu là trời mưa trời miếc thì nó đọng lá đọng nẩu nó vào đây, thì là cây nó mọc một tí thôi. Bây giờ mình muốn trồng rau muống mình sẽ phải đổ lên một ít, nhưng mà bây giờ mình không có đất, thế thì mình giải bài toán bằng cách là mình sẽ tận dụng những cái lá cây ấy, xong bắt đầu là đốt đi. Thì đây nhá, thì cái việc mà không có đất mình có thể là tận dụng bằng cách là mình dùng những cái tức là cát không thì là nó sẽ trôi nước, nó không giữ nước thì rau muống nó không sống được đấy. Thì bây giờ mình sẽ tận dụng bằng cái là mình dùng những cái tro đốt lá ra để làm đất. Thì bây giờ mình sẽ trồng rau muống nhá, nó sẽ lên, nó không được tốt bằng là dùng đất đâu, hay là không được tốt bằng có chỗ đất đâu, nhưng mà nó sẽ ít nhiều là cũng sẽ mọc được đấy. Cũng là thử nghiệm lần đầu trồng rau muống trong tình trạng thiếu đất đấy. Ra thì tí đất cát thì nó cũng không đáng bao nhiêu đâu, đất cũng rẻ lắm. Ở đây mình thấy là thường thường mà mọi người mua là khoảng từ 100.000 đến 120.000 một xe công nông đất to ấy, mà đấy là người ta bán là bao gồm là gì, đất của người bán nhá, xong là cái công người ta bê đất lên trên xe công nông, tiền xăng để chạy xe công nông, xong là cộng thêm với cả khi mà người ta đến bán cho mình thì người ta bê, người ta để vào chỗ mà mình mong muốn nữa. Thế là tổng cộng như thế là chỉ có 100 hoặc là 120.000 một xe đất thôi. Cả tiền gọi là người ta phải có xe công nông, phải bỏ tiền ra mua xe công nông để chạy, để hầu hao, và người ta phải có bỏ tiền ra đổ xăng xe công nông cộng với đất của người ta, và công bê lên bê xuống như thế mới có 100.000, 120.000, và nhiều đất lắm. Cho nên là nó không đáng bao nhiêu đâu. Tuy nhiên như được gọi là nếu mà về giá trị thì nó không đáng bao nhiêu, nhưng mà mình ở đây mình cũng giữ ý ấy, cho nên là mình không đi xin. Mặc dù xung quanh mọi người rất là nhiều đất, nhưng mà mình cũng không biết là ai là người gọi là thoải mái cho, ai là không. Nó thì rất là nhỏ thôi, nhưng mà ví dụ chẳng hạn như là kiểu là đất người ta cũng đang trồng trọt, tự nhiên mình sang xin có thể là người ta cũng không hài lòng ấy, hay người ta cũng gọi là có gì đấy lấn lấn bấn. Thường thì mọi người thì đa phần là gọi là kiểu là đa phần là mọi người là ví dụ chẳng hạn như là mình cứ nói chung là mình cứ lấy của người ta thì nó không không vui. Thế là thành ra là mình cũng giữ ý, mình cũng không xin ai cả. Nhưng mà bây giờ gọi là mua thì không mua được, tại vì là tầm này là mọi người đang rất là bận rộn mùa màng rồi, là những thứ đấy mình làm phiền nó cũng không hay, mà nhất là gọi là ở đây cũng không không chứa được nhiều ấy. Thế là thành ra là mình gọi là mà mình thì lại muốn trồng ngay bây giờ, tại vì mình mới mua rau xong thì mình phải trồng luôn. Thế thì mình mới giải quyết cái bài toán thiếu đất này bằng cách là mình tận dụng những gì có sẵn. Thì ở đây là mình có lá cây rụng xuống, thì mình sẽ đốt lá, đốt rác này, tất cả những cái xác thực vật, những cái thứ mà có nguồn gốc của thực vật ấy, thì nó đều có thể phân hủy và nó đều có thể là giúp mình trồng trọt được. Thì mình đốt thì mình sẽ giúp nó nhanh phân hủy hơn, thì mình có thể dùng cái giò này để trồng, hay là cái củi này này, cái củi này đốt ra là cũng thành giò, thì mình cũng có thể là tận dụng để trồng cây được. Thì gọi là xử lý tạm thời, bởi vì là cái rau muống này thì nó cũng không cần quá nhiều đất ấy. Mình cứ đào tạm đi. Cái đất này là bên dưới nó là cát, ở phía nó có một cái lớp trời mưa trời miếc, nó có một cái lớp mùn nó đẩy lên bên trên này, thì nó cũng có một lớp như thế này rồi. Đây là cây mồng tơi này, những cái cây này là do là nó gió nó đưa hạt đến xong nó tự mọc đấy, chứ mình cũng không trồng. Thì nhưng mà đất nào gọi là rau muống hay mồng tơi đều là những cây mà nó cần rất ít đất để mọc, cho nên là mình có thể tận dụng chỗ này được. Thì mình cứ xới đất lên mình trồng chỗ này trước, thế xong là sau đấy thì mình sẽ bổ sung đất thêm vào sau. Thì như thế vậy, đây để xem như nào, cũng thử nghiệm thôi, thử nghiệm trồng trong trường hợp thiếu đất. Các bạn nhìn thấy không nhỉ? Cái này là ở đây là mình sẽ dùng cái con dao. Các bạn nhìn thấy không? Ở bên dưới toàn cát thôi.
Nhưng mà cái cát này nó sẽ hơn so với cát này một chút, là cát này toàn cát không. Nhưng cát này nó trũng, nó có dính tí mùn đất, là qua trời mưa nó dính tí mùn đất vào đấy. Thì nó ít nhiều là nó giữ được nước. Nó giữ được nước thì cây nó mới không chết. Thì thực ra là đất gọi là có đất có cây rau muống ấy, nó cũng cần đất giữ được nước á. Thì đất cát quá nó trôi mất nước đi thì nó không 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 sống được ấy. Nhưng mà cái này thì cái đất này thì nó có một tí mùn, trời mưa nó ấy vào nó có tí mùn và nó vẫn có một cái độ giữ nước nhất định ấy. Thì mình trồng thử đây, thì mình sẽ đào lên như thế này. Cứ bình thường các bạn trồng ở vườn mà trồng nhiều ấy, các bạn sẽ dùng cuốc nó nhanh hơn, nhưng mà mình không có cuốc, mình chỉ có con dao hỏng thôi, thì mình tận dụng thì mình sẽ đào lên như thế này. Thì đấy lên để trồng một khoảnh rau thôi, mà trồng khoảnh rau lấy rau ăn quanh năm, nó trồng một lần là ăn mãi. Thì sau đấy là mình không có đất thì mình sẽ vùi cái giò cái lên, thì nó cũng gọi là chắc là nó sẽ không tốt bằng kiểu là mình trồng chuyên nghiệp ấy, nhưng mà nó vẫn mọc được. Nó giống như này, cây mùng tơi đây này, đây là nó tự lên nhưng mà vẫn vẫn nó vẫn mọc được bình thường. Nó, cái đất cát như này nó vẫn mọc được bình thường và mình vẫn ăn được bình thường. Thì cây cỏ nó dễ mà, thì cứ như này xong rồi xới hết cả lên. Mình chặn thêm vài hòn gạch vào đây để cái lối này đi vào bên trong để hái lá lá mơ với những cái cây khác, còn cho nó sạch đấy. Đặt vài hòn gạch lên đây để lấy lối đi, trồng rau muống ở trong cái khuôn viên này. Thì mình vừa mới dùng con dao này mình đào lên đấy, thì cái đoạn này này, thì sau khi mà mình xới xới lên như thế này thì đất nó tơi như thế này đấy, đất nó tơi như này nhé. Xong bây giờ mình sẽ tiến hành là các bạn nhìn thấy không? Khi mình xới lên thì là đất nó sẽ ở trong cái khoảng này. Đây trên này là chưa đào, mới lại trên này là tại vì là đất là toàn cát thôi. Còn dưới này cái khoảnh này thì nó có một tí mùn, trời mưa ấy, bắt đầu thỉnh thoảng nó trôi xuống nó có một tí mùn nó lẫn vào mấy cát thì có thể trồng được. Cái đoạn trên kia toàn cát không, cái đoạn này toàn cát không thì khó trồng. Nên là mình sẽ trồng ở cái khoảnh này, mình trồng trước xong là sau này mình sẽ đổ thêm giò trấu lên trên sau. Đổ thêm giò lên trên để cho nó bồi đất, hay là thỉnh thoảng là ví dụ chẳng hạn như là có cái rác thực vật ấy, thì mình sẽ vứt vào để bổ sung chất chất đất cho nó sau. Thì nhá, muống thì thực ra là nó không phải là loại cây kén đất trồng đâu, mà rau muống người ta có thể là thậm chí là trồng dưới nước rau muống nó cũng lên. Còn đâu khi mà trồng trên cạn ấy thì mọi người là thường trồng rau muống ở đất mùn này, đất đất thịt ấy, đất thịt, tại vì là đất thịt nó giữ được nước, với cả đất đất thịt, đất bùn, đất thịt, hoặc là gọi là đất nó hơi ngập ngập nước. Rau muống nó cần nước và nó sống được trong nước. Mình sống trên mình trồng trên cạn cũng được, nhưng mà rau muống nó có thể sống được trong nước đó. Thì cái đất ngập ngập nước, hơi hơi ngập nước, mà nhất là những cái gọi là ấy, thì nó rất là tiện cho rau muống. Nhưng mà tuy nhiên là nó cũng gọi là dễ dễ sống trên những cái loại đất khác. Thì ở đây là cái đất của mình là đất là toàn cát thôi, nó không giữ được nước, nước nó sẽ trôi đi ỏng ỏng ấy, cho nên là nó sẽ không lý tưởng cho rau muống lắm. Nhưng mà tuy nhiên là bởi vì là rau muống là một cái loại đất dễ trồng, cho nên là mình nghĩ là như thế này là nó không phải là quá lý tưởng, nhưng nó cũng ok. Cái nguyên bản của cái đất cái chỗ này ấy, nó là cát này, nó là cát xây nhà người ta đổ thừa ra đây này, nó toàn cát thôi đây này. Nhưng mà nó có một cái khoảnh dưới này nó hơi trũng, thì đến khi mà trời mưa bắt đầu nó mới trôi, nó mới tích đất tích đai tích mùn vào đây, thì bắt đầu là cây mồng tơi này tự nó mọc tự nó lên, vẫn ăn được bình thường nhé. Đấy thì nó có một lớp đất mỏng như thế này, thì mình quan sát mình thấy là chỗ này là mình cái khoảnh khoảnh con này mình cũng có thể trồng rau muống được. Cho nên là mình đoạn này trồng thì chắc là sẽ không lên, nhưng mà đoạn này trồng nó có tí mùn vào, nó ít nhiều nó giữ được nước thì sẽ lên. Thế thì bây giờ nhá, việc tiếp theo là đã làm cái này là làm đất xong rồi, việc tiếp theo là chúng ta sẽ trồng rau muống mới cắt ra đây. Thì bây giờ là mục tiêu là chúng ta sẽ trồng nó xuống đây. Thì các bạn sẽ dùng dao, các bạn dùng hai tay thì dễ hơn. Mình là bởi vì là các bạn trồng lần lượt nhé. Các bạn dùng dao thì sẽ dễ hơn này, dùng hai tay thì sẽ dễ hơn. Mình là dùng một tay cho nên nó hơi hạn chế. Thì các bạn sẽ cần cái khoảng cách để cho nó đẻ đã nhé. Các bạn sẽ cắm cắm rau muống xuống này, cắm cái gốc rau muống xuống này, vùi đất vào một nửa gốc rau. Vùi đất vào một nửa gốc ra, cứ như vậy đến hết thì thôi. Thì sau này mình sẽ còn đổ một lớp giò lên nữa, tại vì cái này nó không có đất, mình sẽ đổ một lớp giò lên để thay đất, để cho nó mình lại không mua được đất, cho nên là mình sẽ dùng một cái lớp giò đốt lá cây mình đổ lên để cho nó giữ nước. Thế cả nữa ấy, thì các bạn cứ trồng là
là cứ cắm đây, cứ cắm một nửa ở dưới đất, cắm một nửa dưới đất và nó nhô lên nữa, nó nhô lên nữa, cứ lần lượt như vậy. Các bạn nào hết chỗ này thì thôi, các bạn dùng hai tay cho nhanh nhé. Rau muống này là cái cây mà nó mọc theo kiểu là các bạn cắm cắm gốc xuống, như cắm một cái đoạn cành xuống cái đoạn đoạn cuối cành như này này, nó cứng, nó già già như này này, để nước ẩm là nó sẽ tự mọc rễ, nó sẽ tự mọc rễ ra xong nó mọc thành cây mới. Cây cỏ nó rất là dễ sống đấy. Cứ như vậy các bạn sẽ làm với hết cả chỗ này nhé. Mình sẽ tắt điện thoại đi để mình dùng hai tay mình làm cho nó đỡ mất thời gian, cho nhanh. Đây các bạn nhé, mình đã trồng xong luống rau muống rồi đây. À, nếu như trường hợp mà diện tích của các bạn là lớn hơn thì các bạn có thể là trồng thưa ra để sau này nó đẻ là vừa. Nhưng mà bởi vì là mình chỉ có cái khoảnh đất dưới dưới này là nó đọng một tí mùn trên đất cát là có thể có khả năng là rau sống được thôi. Thì cho nên là mình trồng nó hơi gọn là một chút để cho nó ấy. Thì trồng lên trên này thì cây nó chết là cái chắc, rau chết là cái chắc, tại vì nó toàn cát không, nó không có gì. Đây nó còn có tí mùn tại vì là nó trũng nó trôi xuống. Thế thì những cái này này, những cái ngọn này ấy, là những cái mà mình không trồng được thì mình vứt ra đây để cho nó mục, xong rồi làm phân bón cho cây luôn. Là bởi vì là nó non quá, có cắm xuống những cái ngọn này này, nó non quá, có cắm xuống nó không mọc rễ, nó không lên được. Nó phải cứng cứng, nó phải già già ở mức độ nhất định thì khi mình cắm xuống thì nó mới mọc rễ ra, nó mới lên. Thì sau khi mà trồng xong như thế này, thường thường là lên trồng vào buổi sáng hoặc là lên trồng vào buổi chiều muộn. Hoặc là buổi sáng, tức là ý là nếu không các bạn trồng buổi trưa các bạn, thì nó sẽ dễ chết hơn tại vì nó nắng ấy, nhất là đang trời mùa hè thì mới trồng thì lên phủ cái gì đấy lên để cho nó đỡ chết. Thì bây giờ là sau khi trồng xong là phải tưới nước nhé. Nếu các bạn trồng trên đất thịt ấy thì nó rất là dễ, tại vì là cái đất thịt thì nó sẽ giữ giữ cây tốt, cho nên là các bạn có tưới thế nào nó cũng không trôi được. Nhưng mà bởi vì cái này là mình trồng trên đất cát cho nên là mình phải tưới phải rất khẽ khàng, bởi vì tưới không khéo thì nó trôi hết cát đi là cây lại đổ ra ngay đấy, tại vì trồng trên đất cát mà, thì là cái này nó là cát, nó chỉ có một ít mùn thôi, cho nên mình tưới thì tưới phải khẽ khàng, bởi vì là nếu không mà nó trôi nước đi, nó trôi đi một cái là cây lại đổ hết, dạp hết cả ra ngay, tại vì cát nó dễ trôi. Cát không thì không nên trồng, tại vì là cát không thì nhìn thấy trước là cây sẽ chết. Nhưng mà ở đây là nó có một tí mùn, dày mưa, dày miếc các thứ nó trôi xuống rồi thì cảm thấy là nó có khả năng cây sống được, cho nên là mình mới trồng. Còn các bạn mà toàn đất cát không các bạn đừng trồng nhé, tại vì đất cát không nó không giữ được nước, cây nó chết nguẻo đấy. Mình là tưới nước trước, thế xong là và trồng tạm như cái này trước, thế xong là sau đấy là mình sẽ đổ thêm một lớp giò, giò sau khi đốt lá cây mình nhé. Thì khi mà mình đổ, sau này mình sẽ đổ một lớp giò lên nữa thì nó sẽ khắc phục được sự hạn chế của cái đất cát ít mùn này, thì có khả năng là cây vẫn sống được. Thử nghiệm để xem thế nào. Đất nó không thực sự là lý tưởng để trồng đâu, nhưng mà cũng cứ thử xem nó như thế nào. Đằng nào gốc giò mình cũng vứt đi, mà trồng thì chỉ có mất mấy phút thôi, được thì ăn cả năm. Xong bắt đầu nó còn đẻ ra, đỡ phải đi chợ mà nó tiện. Bây giờ thử nhá. Diện tích đất hạn chế, bạn có đất rộng nhưng mà bạn cần những cái khoảnh sân lớn để dùng cho việc khác, mình không thể để đất được, nhưng lại vẫn muốn là trồng đầy đủ tất cả những cái loại cây, rau, hoa, các thứ để phục vụ cái nhu cầu của bản thân, vừa là để nó tiện, nó sạch, mà vừa là trông thì nhỏ nhưng mà nhiều lên theo năm tháng là nó cũng tiết kiệm được những cái khoản khá khá. Thế thì với một cái diện tích nhỏ và không có đất, thế thì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là trồng đầy đủ những cái loại rau để đáp ứng nhu cầu của bản thân mà không cần quá nhiều diện tích. Đấy là trong trường hợp mà chúng ta gọi là trồng theo kiểu dàn ấy, trồng dàn treo thì không cần nhiều đất thì nó tốn rất là ít diện tích mà vẫn trồng được đủ loại các loại hoa, rau thơm, rau thiếc, rồi dấp cá, rồi cây lọ, cây kia, ớt ít các thứ phục vụ đầy đủ nhu cầu của mình, khi ăn rất là tiện. Đến lúc cần đến một cái là có thể tự hái ngay, chứ mình không cần phải đi chợ mất thời gian. Thì cái vấn đề tiếp theo là mọi người là hoàn toàn có thể tận dụng những cái chai nhựa bỏ đi này này để trồng cây. Những cái chai nước mắm, chai dầu rán các thứ này này, chai lọ này này, khi mà dùng hết rồi thì mọi người có thể cắt ra,
thiết kế ra để làm thành những cái dụng cụ đựng để trồng cây treo trên giàn, trồng rau thơm, rau húng, trồng ớt, trồng trồng các thứ, rồi dấp cá, mùi tàu, mùi ta gì đấy, mọi người trồng tất cả các loại cây mà mình thường hay ăn, thì hay là trồng những loại cây thuốc các thứ đấy, mọi người có thể tận dụng những cái đồ này bỏ đi mà mình làm giá treo lên ý, thì nó vẫn rất là sạch sẽ mà lại tiện, mà lại không tốn kém gì cả. Thế thì hôm nay mình sẽ thiết kế những cái chai lọ bỏ đi để thành đồ trồng cây nhé, trồng cây treo giàn nhé. Thì ở đây là thường là mọi người sẽ có là ví dụ chẳng hạn những người làm vườn chuyên nghiệp ấy, người ta sẽ có những cái máy cắt máy kiếc các thứ ấy, thì hay là những cái máy khoan thì mọi người chỉ cần cắm điện vào xong là cắt ra xong bắt đầu là khoan lỗ ở đây, thế là thành là dụng cụ có thể là thiết kế thành cái dụng cụ để trồng cây được. Tuy nhiên là mình ở đây thì mình lại không làm chuyên nghiệp cho nên mình không có gì cả, mình không có máy khoan, mình không có máy máy điện, mình không không có những cái dụng cụ cắt chuyên nghiệp. Tuy nhiên mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn chỉ là gì, vẫn chỉ là đục lỗ ở vùng quanh để trồng cây, rồi là đục lỗ ở phía dưới để cho nó thoát nước ra. Thế thì mình có thể dùng dao và dùng những cái dụng cụ có sẵn. Thế thì bây giờ mình sẽ thiết kế nhé. Hôm nay là mình sẽ gọi là chia sẻ một cái cách mà chúng ta chỉ cần là lưu ý đến cái mục đích cuối cùng là gì? Lưu ý đến mục đích cuối cùng của việc trồng cây là đục lỗ phía dưới để cho nước nó thoát ra, đục được lỗ bên cạnh để trồng cây vào, cho đất vào trong để trồng cây được. Và có một cái gì đấy treo nó lên hoặc là đặt nó xuống dưới đất như thế này là được. Thì mình có thể dùng bất cứ cái dụng cụ gì, tận dụng những gì mình có sẵn để đạt được mục đích đấy là được. Thì hôm nay mình chia sẻ cái cách đấy nhé, từ những cái con dao cùn có sẵn, từ những dụng cụ có sẵn của mình này. Rồi ở đây là mình không có máy khoan, máy cắt, thì mình dùng dao mình cắt cái đầu chai nước mắm đi thì nó thành còn như thế này. Đây là cắt cái đầu chai đi thì bắt cắt cái cổ chai đi thì nó lại thành như thế này. Còn đâu để đục lỗ thì mình sẽ dùng một cái sắt nóng, mình đốt cái đống lửa này lên, đốt đống lửa này lên, tức là những trường hợp mình có máy khoan mình cắm điện vào thì nhanh hơn và nó đẹp hơn, nhưng mình không có máy khoan thì mình hoàn toàn là sử dụng những cái có sẵn, là mình đốt cái đống lá này lên, xong rồi bắt đầu là mình dùng cái que sắt mình đun nóng lên, xong là mình chọc vào những cái nhựa nhựa này, là thì nó vẫn có thể là nó vẫn đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình, mà mình không cần phải đi mượn mõ, không phải đi nhờ vả hay không cần đi thuê mọi người. Bây giờ ai cũng bận, mình sang gọi là trồng có mấy cái cây mà nhờ vả mọi người nhiều quá nó cũng ngại ấy, cho nên là mình sẽ tự xoay thì dựa vào những cái có sẵn. Ở đây là lá cây quét sân nó đầy, củi của cành cây ấy ra thì đầy, là cũng đang cần phải đốt đi để cho nó sạch sẽ, để cho nó đỡ bẩn. Thì vừa làm một công mấy việc, đốt đi để cho nó sạch, nó không bẩn, vừa là lấy lửa để làm mấy cái chậu cây, đồng thời là lấy tro để đổ lên các cái luống rau này để cho nó có thể giữ được nước để cho rau nó lên. Mà mọi thứ đều khô thì nó cháy rất là nhanh, nhưng mà mọi thứ nó ẩm thì đốt mãi nó không cháy luôn đấy. Thì nếu mà lá lẩu thì rất dễ để đốt, nó cháy ngay đấy, nhưng mà trấu ẩm thì nó sẽ khó cháy hơn. Thì tuy nhiên là các bạn cũng không cần phải đốt hết trấu, tại vì là cái đất kia nó là đất cát, nó không giữ được nước, cho nên là giữ lại một tí trấu như thế này cũng tốt. Tại vì là khi mà mình để trấu ở bên trên ấy, thì là trấu nó có độ ẩm, nó giữ được nước, thì nó sẽ bù đắp vào cái việc là cái đất cát nó cứ nước nó cứ trôi đi tuồn tuột ấy, thì là giải một cái lớp trấu này lên thì nó sẽ giữ nước, thì nó cũng sẽ giúp là cây sống được và phát triển ra dễ. Thì cũng không nưa thì cái việc mà sử dụng trấu để cho nó giữ nước thay cho đất ấy, thì cũng là một cái tốt. Thì khi mà đốt xong ấy thì là ở bên trong cái này nó rất là nóng. Nếu như dùng cái giò mới nị cái trấu vừa mới đốt xong mà phủ lên cây thì nó sẽ chết cây ngay. Chính vì thế mà phải tãi nó ra xong rồi là đổ nước lên để cho nó nguội đi. Thì để tự nhiên thì nó rất là lâu, cho nên là phải tãi ra xong đổ nước lên. Mà vừa mới đổ nước xong thì cái nước này cũng rất là nóng, cũng chưa dùng được ngay đâu. Thì là tãi ra này, đổ nước lên này, xong là để lâu đến khi mà nó nguội ấy, nó nguội hẳn đi, nó không thiêu chết cây nữa, thì lúc đấy bắt đầu mới phủ lên cây. Các bạn thấy không, đất cát này nó không những là không giữ được nước giúp cây sống, mà tại vì là nó rất là nóng, trời nó kiểu là nhá, không giữ được nước nhưng mà nó hấp thụ nhiệt, cho nên là nó lung nóng cây, cho cây héo rũ luôn này. Mặc dù là để qua một đêm rồi mà cây vẫn không hồi phục luôn, tối tưới nước thì đấy, nhưng mà cây héo rũ là bởi vì cái cát này nó không giữ được nước mà nó còn hấp thụ nhiệt, nó rất là nóng. Khi mà nó hấp thụ nhiệt vào thì nó tự nó lung cho héo cây luôn đấy.
rất là khó. Thế thì bây giờ là mình mới thử là cái chấu này ấy, thì mình cho chấu này để qua đêm, mình mới thử phủ lên đây để xem nó có khắc phục được cái hạn chế của đất cát không. Cái này cũng chỉ là hên xui thôi, không biết là có được hay không. Đây là mình định là ấy ngay vào hôm qua, nhưng mà đổ nước vào thì nó vẫn rất là nóng, cho nên là mình phải để qua đêm để cho nó nguội hết cả đi thì bắt đầu là mới phủ lên trên đất cát. À, bởi vì là đổ rất nhiều nước nhưng mà trong cái nó vẫn có một cái độ nóng hâm hấp ở trong trong cho trong chấu ấy, nếu mà đổ vào thì không khác gì mình thiêu chết cây luôn, cho nên là mình để thêm một đêm để cho nó nguội hẳn đi, nó nguội hẳn đi, thử tức là mình sờ vào mình thử, mình thấy nó nguội hẳn đi thì bắt đầu là mình mới có thể là phủ lên cây được. Khi đổ cho và chấu vào ấy thì mình sẽ phải dùng gạch để chặn, tại vì là nếu không thì nó sẽ chảy cho chảy chấu sang bên này thì nó không nuôi được cây, cho nên là mình sẽ phải chặn hai đầu để cho do chấu nó ở trong này. Thế thì cái ở đây là nếu như trường hợp mà các bạn mà trồng đất bình thường, tức là đất đất thịt hoặc là các cái loại đất pha bình thường mà nó giữ được nước, nó không phải là toàn cát không ấy, thì các bạn cứ trồng như thế này, cứ mang gốc rau trồng như thế này là các bạn sẽ có một luống rau để ăn quanh năm rồi, rồi nó cứ mọc ra thôi. Kể cả những cái chỗ mà chẳng hạn như là cái nơi mà ví dụ chẳng hạn như gần bể nước mà các bạn gần 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 nơi những cái nước mà gọi là những cái nơi mà tận dụng nguồn nước, xong bắt đầu là nó hay ấy được, hay kiểu hay có nước, đại ý là những cái nơi nào mà nước có ngập nước một chút được, rau muống nó cũng sống được. Thì đối với những cái đất đa phần cái loại đất thông thường và như thế thì chỉ cần là các bạn trồng như thế này, xong là tưới tắm là lên là có luống rau là ăn. Còn đâu trường hợp mà mình trồng trong cái trường hợp này thì mình không biết là liệu là cây nó có sống, nó có lên được hay không, tại vì là bản thân cái đất cát này nó đã không giữ được nước cho cây rau muống nó lớn rồi. Thế xong rồi là cát này nó quá nhiều cát, cát xây dựng nó ra, nó chỉ là vài đợt mưa nó có một ít mùn nó chảy xuống, nó không thấm vào đâu, còn đâu đa phần là cát. Thành ra là khi mà mình trồng cây xuống đấy, cát nó lung nóng lên. Đây này, cát nó lung nóng, cát nó hấp thụ nhiệt của mặt trời. Nó đã không giữ được nước nhưng mà nó lại còn hấp thụ nhiệt của mặt trời, xong bắt đầu nó lung nóng cây. Trồng xong mức độ mà cây trồng xong cây nó héo rũ ra đây này. Trồng xong là bắt đầu là cát nó lung cho cây héo rũ ra. Bình thường để bên ngoài mà không cắm xuống đất, cái cây rau nó cũng tươi chứ nó không bị héo rũ như thế này. Nhưng mà bởi vì là cát nó lung nóng, nó khiến cho là cây là cắm xuống đấy nó bị héo rũ ra, nó rất là dễ chết luôn. Thì cái việc mà mình giải quyết bài toán bằng cách là thôi, cát không giữ được nước thì mình dùng chấu, dùng tro mình phủ lên để vừa cung cấp dưỡng chất cho cây mà là vừa là giúp là cây giữ nước, tức là theo kiểu là bởi vì là cái cây rau muống này ấy, nó dễ nó sẽ mọc ra từ thân cây, cái cắm ở đoạn nào hay là đoạn nào nó ngập trong nước thì nó sẽ mọc dễ từ đấy, thì để nó lấy dưỡng chất từ đấy. Cho nên là thôi, phía dưới là cát nó không nuôi được cây thì mình sẽ dùng là cái chấu với lại cho lưng chừng như thế này đấy, thì nó sẽ giữ nước cho cây và nó sẽ nuôi cây, thì dễ nó sẽ mọc ra từ đấy. Đồng thời là cái việc mà cát phủ bên trên ấy nó cũng hạn chế được việc là cát nó hạn chế được việc là cát nó hấp thụ ánh nắng mặt trời, xong là nó thiêu đốt chết, nó thiêu nó làm héo cây luôn. Kể cả cái cuộn rau muống này bạn có để bên ngoài ấy, bạn không cần phải trồng xuống dưới đất này, để tự nhiên bên ngoài nó cũng không héo đến mức độ khủng khiếp như thế này. Nhưng mà gọi là sở dĩ mà nó héo chết ngay như thế này ấy, là bởi vì là cát nó rất là nóng, cắm xuống là nó chết cây. Thì cái việc mà mình xử lý tình huống như thế này đấy, chỉ là trong gọi là cái việc mà mình xử lý là dùng chấu mới dùng tro như thế này, nó là chỉ là xử lý tình huống và mình theo kiểu là mình tự tự nghĩ ra thôi, tự phân tích, tự nghĩ ra thôi, chứ mình cũng không biết là nó có hiệu quả hay không, tại vì cũng chẳng có ai làm như này bao giờ. Thì thôi mình cứ gọi là theo kiểu là mình cũng chỉ phân tích là gì, mình cũng chỉ phân tích là cho bình thường là mọi người hay bón cho lên cây, chấu giữ được nước thì có thể là còn đâu nó phủ lên như thế, mấy những cây rau muống nó có thể là mọc lưng chừng, nó mọc từ nước và đồng thời nó mọc dễ từ chỗ ẩm rồi đấy. Thì mình gọi là mình ấy như thế thì nó cũng không phải là kinh nghiệm gì cả, thì mình cũng chỉ là mình chỉ gọi là không biết là liệu nó có lên được hay không thì mình cứ làm thôi. Còn nếu mà may thì nó lên thì được
được luống rau. Còn nếu như trường hợp mà nó không may nó lên thì thôi, là thôi coi như là nó chết thì cũng thôi. Thôi đây thử xem như nào nhé, thử nghiệm xem là cái cách này nó có hiệu quả không, thì đợi xem là nó có hiệu quả không. Mình vẫn phải tưới, mình vẫn phải giữ ẩm bình thường nhé, nếu mà để khô là nó chết đấy. Đặc biệt là khi nó mới trồng như này là phải thường xuyên là giữ ẩm. Thôi để xem như nào, xem là liệu cái này nó có giải quyết được thay cho bài toán là thiếu đất không, thì để xem là cây nó có lên được không. Để quan sát xem như thế nào, xem là liệu có liệu cái giải pháp mình nghĩ ra nó có hiệu quả không. Cái rau muống này, bởi vì là đất là toàn trấu với cả tro, nó không giữ được nước, thế thì mình mới không có đất, thế bắt đầu mình mới ra cái rìa đường ấy. Tức là mình giữ ý mình không hỏi xin đất của mọi người đấy, bởi vì là hỏi thử thì thấy là cũng tế nhị, cho nên là mình không hỏi xin đất. Thì mình có ra cái chỗ cổng nhà mình ấy, bắt đầu là nó có ở đấy, là ở phía rìa đường, nó trời mưa, bắt đầu là cát với cả đất nó qua ngày tháng, bắt đầu là nó dồn tích vào đấy, những cái cây cỏ nó vẫn mọc hoang được ở đấy ấy. Thì mình vét cái đấy ra, nó vừa là gọi là khơi thông cái đường chảy ở bên rệ đường, mà vừa là nó có một tí cát này mình phủ lên bên trên này, thì bắt đầu là để cho nó tăng cái cường độ giữ nước đi. Nó không lý tưởng, tại vì bản thân cái cát này là nó ít đất ấy, thì nó cũng không lý tưởng lắm, nhưng mà thôi cái trong cái điều kiện, cái hoàn cảnh là xử lý tình thế tạm thời thì cũng ok. Thế là bắt đầu là cây rau muống này, nó bắt đầu nó đang hồi hồi này, nó đang mọc trở lại này, nó đang bắt đầu nó đang mọc những cái mầm đầu tiên đấy, có khả năng là sẽ sống đấy, cứ tưởng là chết nhưng mà cuối cùng là cũng sống đấy. Có cái là nó không sống được hết 100% đấy, vẫn thấy những cây bị chết đây này, nhưng mà không sao, như thế này là cũng có dấu hiệu tốt đẹp rồi. Rau muống cứ tưởng là không lên được tại vì không có đất, thế mà cuối cùng là cũng lên rồi này mọi người, là bắt đầu là nó hồi hồi, cây rau muống này nó hồi hồi xong bắt đầu là phát triển, nó bắt đầu mọc những cái cọng nhỏ này. Thế này là có vườn, có luống rau ăn rồi này. Mình cứ hái thế này là cứ cắt chỗ nọ rồi nó lại mọc chỗ kia thôi. Nó cũng không lên được hết đấy. Có những cây là cũng bị chết, đoạn này là bị chết này. Mấy cây chỗ này là kém phát triển này. Cái đoạn kia là cây bị chết này. Cây chỗ này cũng bị chết này. Cây chỗ này bị chết này. Khóm chỗ này bị chết bớt này. Khóm chỗ này chết bớt gần hết còn vài cọng này. Chỗ này cũng bị chết này. Thế nhưng mà nó chết mất vài bụi, 1, 2, chết mất 3 bụi, còn đâu những cái bụi còn lại thì 3, 4 bụi, những cái bụi còn lại thì nó chết bớt vài gốc, xong nó chỉ còn lại vài gốc, nhưng mà ý là nó lên rồi đấy. Cái này là gọi là rau muống này rất là phi thường, bởi vì là bản thân cây rau muống này nó sống ở trong nước, nó sống được trong nước và nó cần cái đất có thể giữ ẩm được. Đất dạng đất sét thịt ấy, đất có giữ ẩm được ấy, thế nhưng mà tức là đất gọi là có tỷ lệ đất sét thịt nhiều để nó giữ ẩm được, giữ được nước ấy. Thế nhưng mà cuối cùng là ở đây không hề có tí đất nào. Trấu là chưa mục, trấu mới là còn chưa mục. Đất rất là ít. Xong cuối cùng là mình vét được một lớp mỏng ở phía bên trên, là cái cát nó lẫn một tí cát ở ngoài đường, nó rơi ở ngoài cổng nhà mình ấy kìa, ở rìa đường kìa. Nó cát xong bắt đầu là lâu ngày là mưa nó có trôi các cái ấy lên trên cát nữa, cho nên thì chỉ có thế thôi mà cây nó sống được. Phải nói là mấy bạn rau muống này rất là giỏi, rất là phi thường luôn đấy. Tại vì cái điều kiện không hề thuận lợi, đất không hề thuận lợi. Đất ở đây thì lâm không có đất, mà đất cũng không đạt chuẩn, thế nhưng mà các bạn ấy vẫn sống được. Phải nói là mấy bạn rau muống này quá phi thường, vẫn lên xanh tốt bình thường này, giỏi không, rau muống quá giỏi luôn đấy. Lên rồi đây này, sống rồi đây này, bắt đầu là bắt đầu mọc mọc cuộng này, bắt đầu ra cuộng rồi này đấy. Thế là bây giờ mình có rau ăn rồi đấy, cỏ cũng bon chen vào đây làm gì không biết nữa. Đây là cây lúa. Sau khi trồng được khoảng 4 hôm thì bắt đầu là trồng được khoảng 4 hôm thì rau bắt đầu là mọc như thế này đây. Thì theo thời gian ấy, tức là nó có cây sống cây chết, nhưng mà sống cũng tương đối. Theo thời gian thì sau này nó sẽ đẻ ra rất là nhiều ấy. Thì chỗ này sẽ rau ăn thoải mái đấy. Cũng ok nhỉ. Đúng là có công làm thì sẽ có công hưởng. Rau bắt đầu mọc dài rồi đấy, mọc cao rồi đấy.
Bởi vì là đất này là đất mới, với cả đất này nó là đất bạc màu, nó toàn nó không có chất, cho nên là cây mọc được, rau muống có thể mọc được như thế này cũng là đã là rất xuất sắc rồi. Nếu như trường hợp mà đất mà có màu mỡ hoặc là có phân tưới vào đấy thì rau nó sẽ tốt nhanh hơn và nó sẽ đẹp hơn. Nhưng đất này là bởi vì là toàn tro với trấu, là đất này đất không có màu mỡ. Đất không có màu mỡ, thành ra là có thể nói là rau muống mọc như được như thế này cũng đã là cực kỳ xuất sắc rồi. Đất không có màu, còn không ra đất nữa cơ. Có thể nói là các bạn ấy mọc được như thế này cũng là rất xuất sắc rồi. Đây này mọi người, thế bắt đầu là rau muống nó mọc như này, mọc như này. Bây giờ là tầm này là cầm dao là cắt cắt khoảng đến đây này, để ra vài phân cách gốc ấy. Ăn được rồi anh ạ. Dạ, để cách gốc vài phân để cho nó mọc lên một lớp mới ấy, thì tầm này là có thể là cắt rau ra luộc được rồi. Các bạn thấy không? Tức là rau muống ở cạn bao giờ là nó cũng cọng nó nhỏ nhỏ, nhưng mà cái cọng rau của nhà mình nó còn nhỏ hơn bình thường, là bởi vì cái đất này nó không có màu, nó không có màu mỡ, cho nên là cây nó rất là nhỏ. Nhưng mà nếu như trường hợp mà trong trường hợp mà cây nó lớn khoảng chừng mà nó mọc như này này, mà bắt đầu là có phân chuồng ủ hoại mục, hoặc là có phân phân mình mua sẵn ở ngoài cửa hàng, phân 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 hóa học hiện đại đấy, thì hòa ra tưới vào cho nó là cây nó sẽ to, nó sẽ là lên mơn mởn hơn. Nhưng mà đây là bởi vì là đất nhà mình không có màu, nó chả có chất gì, cho nên là cây nó vẫn lên nhưng mà cọng nó nhỏ. Nếu như trường hợp mà mình chăm bón và mình có phân mình tưới vào ấy, thì cọng rau muống nó sẽ to hơn và nó sẽ mướt hơn. Nhưng mà gọi là bước đầu đây là cây còn đang làm quen với cả đất ấy. Thì mà đất thì đang bạc màu ấy, thì như thế này cũng là tốt lắm rồi, mà ăn thế này vẫn ngon, vẫn ok nhỉ.